Bà con, các bạn và các cháu có biết không? Sau khi đi cái Outdoor World về, tôi coi lại mấy cái video thì tôi thấy bà xã tôi có đưa cái phone cho tôi coi, thì tình cờ bà quay chơi cho vui thôi, nhưng mà tôi thấy nó đẹp quá, thành ra tôi mới edit lần nữa. Thì đây là bà xã tôi. Hai bà con, Thì bà con và các cháu khỏe không? Vừa rồi ông xã dắt tôi đi coi cần câu á, thành ra tôi có quay chút đỉnh mấy cái cần câu rồi súng ống rồi chơi. lần đầu tiên đi vô thấy thích quá Ôi thấy phụ nữ mà vô thấy còn mê á, cho nên tôi mới lấy điện thoại quay để coi chơi, mà về ảnh thấy đẹp quá ảnh nói thôi để bỏ lên cho bà con coi chơi cho vui. không? Nói ủng hộ vào Phạm Quên nữa, vậy nhớ bà con nhớ ủng hộ cho ông già Phạm nha. Wow, đây là cần câu không đó nha bà con.
Why do you have to take a picture? Yeah, I like it. Chọn được cây nào không anh? Wow, mới thấy. Wow, súng không á. Súng cây mình dựng ở trên. Súng thiệt hay súng giả vậy anh? Thiệt không nha. Thiệt không á hả? Trời ơi ghê vậy. Bao nhiêu cây?
coi cái súng này nhiêu nha. Ủa nó không có đẩy giá. $579. Đây giá đây. 579 đồng 99. Như 600. Wow. Súng này là 600 nè. Súng gì đây nè.
nó trong rồi xuống xuống nhỏ 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 thì để ra trong cái phụ kiến này. Cung nè, nãy giờ thấy công công không biết cái gì. Wow. Wow, cái cung đâu, lấy cây dở lên coi anh, đó giờ mới thấy nó cọc lại hết nè. Hả? Nó cọc lại hết nè. Dạ. Wow, cái cung đã quá. Trong kia nó mở ra kìa. Nhiêu cây đây, để coi 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 nhiêu cây có giá không. Đây này giá nè, 99 đồng, nhà như 100, cây cung này là 100. Còn cái đó cũng cây cung luôn hả, nhìn ngộ vậy. Wow, khu này bắn cung không nè. Cung gì ngộ vậy ta. Đó giờ mới thấy à. Mới thấy cái cung gì ngộ nè. Chừng đúng ta nha. Wow, cái cung lại vậy ta. Bao nhiêu giá nhiêu đây. Cái này thì 300 mấy. 319 đồng. Ngoài kia 500. Dữ. Cung nó ngộ quá nha. Nhưng mà để đi săn mà có đồ nhắm. Có chỗ nhắm. Có chỗ nhắm nữa hả. Chỗ nhắm này cái này. Hay quá. Bên đây dắt được tên. Không nhận đi. 2, 4, 5 cây. 5 cây tên dắt được. Cung không á, đủ loại hết. Wow. Đây một anh đang đứng bắn một cái con gì đây, con gì không thấy, con cá sấu. Cá sấu hả? Để cao quá. Ông Giọc Phạm đi vô đây thấy đầu nhiều quá, không biết mua cái gì nữa. Giống như cung thôi. Dạ. Nhiêu cây để con bao nhiêu cây? 399 400. Là chạy 400. Áo trời ơi, cái này còn đã thì chứ. Này nó bắn đó giờ mới thấy ha. Nó dương lên nó bắn giống như súng nè, có ống dòm luôn. Ống dòm luôn đó hả? Ngộ quá ha. Trong nhận đủ thứ hết trơn nè. Này mà mới luôn. Khu này là coi như nỏ thôi. Ok, nếu bây giờ vô đi quay á, lại quay có nhiều cũng chưa có hết cái cao
lâu không đó bà con. Dắt hiện hà luôn nè. Không phải chỗ này đâu, còn mấy chỗ khác nữa.